Chào các bạn, nay mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng camera nón ngụy trang nha. Đó, đây là một cái camera nón mà ngụy trang. Nó có cái mắt camera lên nè, rất là nhỏ, thấy không? Một cái chấm nhỏ thôi. Rồi cái bộ thiết bị là ở phía sau bên trong nón nè. Đó, gồm có pin rời nè. Cái này cái mặt của nó nè. Thì mặt này nó sẽ có hệ cảm hãy nhớ nè, nút gạt on off nha. Thì cái này gạt bên trái để ra bật on nha, bao giờ cũng phải gạt bên trái về. Rồi khe cắm nhớ với một cái lỗ cắm nguồn này để sạc pin. Thì bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm một cái remote nha, một cái remote để điều khiển nó với một cái dây sạc nè. Rồi đầu tiên mình cắm hệ nhớ vô nha. Đó, cái này mình gắn cái hệ nhớ vô cho nó. Đó, mình gắn cái hệ nhớ vô. Mình sẽ sử dụng remote để điều khiển nó. Thì nút A nó sẽ sử dụng nút A, nút B, nút C nha, có ba nút. Nút D không có dùng đâu, mình chỉ dùng ba nút đầu thôi. Nút A là cái nút để khởi động nè, mình nhấn giữ nó. Đó, mình thấy nó khởi động lên nè. Làm sáng đèn. Rung rồi nó sáng đèn lên. Là nó khởi động lên. Rồi bắt đầu mình muốn quay phim thì nhấn nút B nha, nhấn giữ nó. Đó mình thấy nó rung mà chớp đèn á, là nó đang quay. Mình muốn nó dừng quay thì mình cũng nhấn lại nút B vô. Này thì mình có thể mình nhấn giữ hay mình nhấn đúp. Nhấn đúp hai cái nè, nó dừng quay nè, nó trở về ở chế độ ban đầu. Muốn quay tiếp thì nhấn giữ. Đó, mình thấy nó rung nè, nó chập đèn ở đang quay. Dừng quay thì cũng nhấn đúp. Rồi, nó sáng ngày đẹp. Rồi nút C thì là nút mà chụp hình. Những cái đó nó chép cái này là chụp hình. Thì mỗi chế độ thì mình bấm á, thì nó đều có rung hết, nó đều rung cái nè, như mình chụp hình cái nè, bấm cái. Đó, nó chụp hình là nó rung cái. Đó. Quay phim có vậy nè, quay phim nó cũng rung cái nó quay dừng dừng thì nó cũng rung cái nè, nó báo là dừng. Rồi để tắt máy thì mình nhấn giữ nút A mình tắt. Nó tắt này. Rồi mình muốn coi lại video hay hình ảnh đó, thì mình cắm cái dây sạc vô này, vừa sạc pin vừa kết nối vô máy tính để mình coi lại. Mình cắm dây sạc vô cho nó. Cái này mình cắm đúng chiều nó thôi. Cắm vô. Rồi mình tổng còn lại thì mình cắm vô máy tính mình coi thôi. Máy tính thì nó sẽ nhận cái file USB. Mở cái USB hơn. Đó, nó sẽ phân ra nè, video với photo nè. Photo mình bấm vô mở lên coi. Video thì mình phải mở bằng cái phần mềm. Tại vì cái này file này, đuôi của nó là AVI file.
mình mở mình phải dùng cái bằng cái phần mềm mà KMIR này, VC, VLC Mediator, mình dùng hai cái phần mềm này để xem nha. Đó mình mở luôn nè. Nó sẽ có cái góc thời gian dưới này, nó sẽ có ghi cái thời gian quay này, ngày tháng năm quay rồi. Thì này mình muốn chỉnh thời gian của nó không có chuẩn nha, mình muốn chỉnh cho đúng á, thì mình vô cái phần time này. Mình chỉnh cái thời gian. Chỉnh lại cái thời gian cho đúng. Năm nè, tháng nè, ngày. Đi làm thành phố à, có người nhà dưới ông muốn xem Ở cái xe thời để gian gửi định vị cho nhắn cho lôi rồi rồi sau mình xe lại không để đó, nhớ tại rồi sao bắt đầu nhóm nào mình muốn làm cắm trước ra, mình rút ra, mình rút ra, mình bắt đầu mình quay lại. lên mà thì thấy không bớt ra 200 tiền đi lại hai Đó là mình trăm còn quay hai lại triệu nè. ba 2,5 triệu em bán 2,5 triệu nha năm triệu quá chứ 500 Mình tắt nguồn, mình cắm vô máy tính mình kéo bạn coi lại nè. Coi cái file video mới nhất này, mở mình coi bằng KMDR nha, hay không mà bằng VLC nè, một trong hai cái phần mềm xem video này nha. Đó, các bạn có thể coi thấy cái thời gian đó nó chạy theo cái giờ mà mình cập nhật này. Cái phần giờ này nó sẽ chạy theo cái giờ nãy mình mới chỉnh này. Không. Gọi hai số hả? Mình đây mình có thể copy file, copy bắt file ra. Bây giờ mình chỉnh file đó. Rồi. Mình vừa hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái Không, mình đang nón dở lời, mình camera đang ngụy bán hai trang triệu nha. rưỡi mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.